Hôm nay à, chúng tôi xin giới thiệu một uh, siêu phẩm hoàn toàn mới của Pagani Mẫu uh, Huayra với màu uh, tím khói hoàn toàn mới Chiếc xe được uh, thiết kế rất đặc biệt Với điểm nhấn là hai cánh mở chéo Kèm theo đó là capo mở một góc 45 độ Và cốp phía sau cũng mở được một góc 45 độ Ở bên trong xe thì với khoang nội thất màu đỏ nhung Nhìn rất đẹp và ấn tượng kèm theo điểm nhấn của nó có những cái viền mạ chrome từ bảng điều khiển cho đến cần số cũng như là hốc cơ điều hòa. Có thể thấy mẫu xe này đúng là một siêu phẩm mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn. Ở dưới gầm xe thì sẽ trang bị một công tắc chúng ta khi chúng ta bật về giữa thì mọi người sẽ thấy cũng đèn pha sẽ sáng trắng, kèm theo đó cũng đèn hậu cũng sáng trắng tôi sẽ đóng lại các cái cánh cửa cũng như là capo trước và cốp sau và tôi sẽ bật cái công tắc sang cái nấc thứ ba khi chúng ta bật nấc thứ ba thì cũng đèn sẽ không còn sáng nữa nhưng mà kèm theo đó có rất là nhiều cái tính năng khi chúng ta đèn nổ thì sẽ kèm theo tiếng động cơ kèm và cũng là đèn pha đèn hậu này thì thay vì chuyển sang màu sáng trắng thì nó sẽ có màu sáng đỏ mỗi bên ba chấm thì là rất đẹp và ấn tượng độc đáo về phiên bản này thì chúng ta có thể thấy chiếc xe có thể điều chỉnh được góc bánh xe trước sẽ dễ trái dễ phải cũng ở gương chiếu hậu được làm bằng cao su có thể co và suối nhìn là rất là đẹp và ấn tượng trong những cái điểm nhấn trên mẫu 1.24 này thì Pagani Huayra Ra cũng được trang bị còi khi chúng ta bấm còi thì cụm mà đèn pha cũng sẽ sáng kèm theo đó là đèn hậu cũng dễ sáng rất là đặc biệt ấn tượng ngoài ra điều đó, điểm đặc biệt không những chiếc xe có đánh lái thì còn được cái trang bị hệ thống cót ở phía sau Để dành cho những người yêu thích chơi tốc độ trên đây thì chúng tôi xin giới thiệu chiếc Pagani Huayra màu tím khói nhìn là rất đẹp ngoài màu này ra thì Pagani còn có màu trắng Màu trắng này là trắng sữa Nhìn là cũng rất là ấn tượng Không kém so với lại cái màu tím khói Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm